Chào mừng quý vị khán thính giả đã đến với bản tin sóng TV ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo nguồn tin mới nhất từ quân đội Việt Nam, quân đội Trung Quốc đã huy động 20.000 quân áp sát biên giới phía Tây Bắc từ hai ngày nay được biết, tướng Bùi Cao Khánh của Việt Nam được chuyển công tác từ phía Tây Bắc về biên giới Tây Nam, thay người phụ trách tuyến biên giới này là thiếu tướng Phùng Văn Tài, một viên tướng khá trẻ mới được thăng cấp tướng từ quân khu thủ đô. Đây là điều hết sức lo lắng của quân đội Việt Nam vì tướng tài chưa trải qua kinh nghiệm chiến đấu nhiều. Có thể phía quân đội Trung Quốc biết điểm yếu này nên đã cho quân áp sát quân lính chủ yếu ở hai tỉnh Lạng Sơn và Hà Giang trong bài tỉnh biên giới. Hai tỉnh này từ xưa đến nay quân Trung Quốc vẫn tập trung đánh chiếm nhiều nhất. Trước đó tướng Bùi Cao Khánh đã ở đây 3 năm đánh tan nhiều trận tấn công của quân Trung Quốc. Nhưng từ khi tướng Trung Quốc, Lý Tất Thành trốn khỏi chạy giam quân đội t từ tấn công tuyến biên giới Tây Nam, tướng Khánh được chuyển công tác về đó. Ai cũng biết rằng Lý Tất Thành là viên tướng nguy hiểm mà ít có tướng nào của Việt Nam có thể là đối thủ của hắn. Vì vậy, Việt Nam chỉ còn cách đưa tướng Khánh về phía Tây Nam để đối phó với hắn. Tuy nhiên, phương án Trung Quốc tấn công phía Bắc được quân bị Trung ương tính đến tướng Khánh dùng chỉ huy tuyên biên chế Tây Nam nhưng ông vẫn chỉ huy tuyến Bắc qua hệ thống trực tuyến. Từ hai hôm nay, ông đại chỉ huy cách này giúp cho tướng Phùng Văn Tài mở rộng thêm nhãn quan để đánh giá từng trận đánh. Điều mà ông nhắc nhở tướng Tài là phải luôn có mặt ở những điểm nóng cùng các chiến sĩ của mình. Xông phải trận mặt thì mới chiếm được lòng tin của những người lính. Đó cũng chính là bí quyết dẫn đến thắng lợi bởi lính trắng sẽ tự tin chiến đấu, không bỏ hàng ngủ. Trải qua hơn 40 năm chiến tranh biên giới Việt Trung, nhưng người Nam hôm nay vẫn không quên được cuộc tấn công của 600.000 quân lính Trung Quốc sang biên giới Việt Nam, sát hại thường dân vô tội. Vào tháng 2 năm nay, nhà nước Việt Nam đã bật đèn xanh cho truyền thông tin đưa về cuộc chiến năm xưa để khai lại tội ác của quân đội Trung Quốc. Cũng từ đó, quân đội Trung Quốc lại tăng cường tấn công biên giới Việt Nam bởi chúng cho rằng người Việt Nam đã phạm luật xoay quanh tình hình vụ việc Trung Quốc thảm bại không thể tiến quân qua biên giới sau lời tuyên bố tránh Việt Nam từ Bắc vào Nam trong một ngày cách đây. 42 năm về trước, hơn 60 vạn quân xâm lược Trung Quốc đã bất ngờ tấn công một ạt tên toàn tuyến biên giới phía Bắc của nước ta. Tuy nhiên, quân xâm lược Trung Quốc không ngờ rằng với tinh thần chiến đấu quật cường, quả cảm, đồng chí mạng, thay vì dạy cho Việt Nam một bài học như Lời của Đảng Tiểu Bình tuyên bố Trung Quốc đã chọn lấy bài học đắt giá trên đèo Khu Chỉa ở Cao Bằng, quân Trung Quốc theo lối thông đồng, hòa quáng tấn công được vào tiền của thị xã Cao Bằng. Tuy nhiên, đối với hướng tấn công còn lại theo lối phục và đông khê, hàng vạn tên địch đã bị chặn đứng bởi một trung đoàn chốt giữ trên địa khu trí. Quân địch được hỗ trợ bởi xe tăng phó bình trong suốt cuộc chiến nhưng không vượt nổi. Mặc dù đơn vị này bị cô lập hoàn toàn và chiến đấu độc lập, trung đoàn 567 vốn là trung đoàn bộ binh có thêm sự hỗ trợ của một tiểu đoàn mặt đất thuộc tỉnh đội thời điểm xảy ra chiến tranh. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, đang đóng quân cách biên giới tầm 20 km ngay chân đèo khu chỉa. Trước đó là những ngày nóng bóng, khu vực biên giới trở nên cực kỳ phức tạp với Trung Quốc. Giờ đủ các biện pháp phá hoại, người Trung Quốc đã tìm cách lén vượt biên sang đất đất Việt Nam, kích động lời kéo bà con các dân tộc thiểu số, làm nội gián cho Trung Quốc, còn cho một số lính biên phòng, giá làm bọn đầu trộm đuôi cúc phục kích những chỗ mà cán bộ ta hay đi qua để bắt cóc đem về khai thác gây hoang mang cho dư luận. Đêm khuya chúng còn di chuyển các mục mốc, trắng cả con suối để ngăn dòng chảy chuyển sang hướng khác sau khi xảy ra chiến tranh. Có người chạy loạn đã kể lại, sau khi vượt qua biên giới, lính Trung Quốc đã đào mấy cái hầm bí mật khắc to, chứa nhiều súng đạn quân tra. Theo một người dân, chúng đã đào và chôn cất ở đây khá lâu, chứng tỏ họ có âm mưu chiến tranh với Việt Nam từ trước đối với cụ binh Đinh Ngọc Phong của đại đội 7 trung đoàn 567 thành phố Cao Bằng đó là những kỷ niệm không bao giờ quên trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình và với ông mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua từ năm 1978 chúng tôi đã chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu tuy nhiên cũng không thể đoán được quân Trung Quốc có gây hấn với mình hay không gây chiến lúc nào mặc dù hàng đêm chúng thôi thỉnh thoảng vẫn nghe thấy những tiếng súng nổ âm ý ngay sát biên giới người của mình tâm sự về sau mọi người mới biết ngay từ đêm ngày 16 tháng 2, các tụ thám báo của Trung Quốc đã bí mật mang theo bộc phá lượng sâu, móc nối với các thành phần nội gián, thành lập các toán vũ trang sán tại các ngã ba, đường bờ suối, các cây cọc nhằm ngăn chặn quân Việt Nam. Đồng thời, chúng cũng bí mật cắt đường dây điện thoại để cô lập chỉ huy sư đoàn các chốt trận địa pháo của bộ đội ngay sát biên giới. 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, sau tiếng nổ liên hộ xe tăng, bộ binh của Trung Quốc đã nhắc tại trận sân lãnh thổ của Việt Nam. Không ai bảo ai, ông Phong cùng các đồng đội nhanh chóng tiến vào vị trí chiến đấu. Rồi lúc đó đường dây thông tin liên lạc bị cắt mất, không nhận được chỉ thị của cấp trên phối hợp chiến đấu với các đơn vị của trung đoàn Nam Sao Bảy cùng với dân quân địa phương chiến đấu chống trả quyết liệt suốt một giải từ Ta Lùng cho đến nhà máy đường phục qua cho đến chân đèo khu chĩa xe tăng xe bộ binh cái thì lật ngược cái thì bốc cháy lao vào bụi tre có hình quân dân địa phương trực tối ngày 18 tháng 2 năm 1979 lấy được một khẩu súng CA44 liền ngay lập tức thăm chiếm đến lúc chỉ còn hai viên đạn mới nhận ra rằng mình đang ở giữa thung lũng hai bên là hai cánh bộ binh của Trung Quốc anh dân quân bắn mỗi bên một phát đạn rồi nhanh chóng chạy vào trong hốc đá thế là hai cánh quân xâm lược cứ nấp kín lúc ở bên này bên kia đến khi bọn lính thông tin nhận rằng được tín hiệu của đồng bọn đã thiệt hại lớn về nhân mạng mấy đầu quân xâm lược chỉ tìm cách đánh với các lực lượng vũ trang chốt tướng tại biên giới nhưng đến lúc không tiến lên hồi chút quay sang đến cuồng bắn phá trả thù chẳng khác gì đám vặt cỏ chúng đã đánh giá quá thấp sức chiến đấu khả năng cơ động linh hoạt của quân dân Việt Nam ông Phong tự hào thuật lại đến ngày thứ ba thì bốn chiếc xe tăng chập tống vòng tuyến chạy thẳng lên đèo khu chĩa đơn vị của ông Phong nhận lệnh phải tiêu diệt bằng được bốn xe tăng lên đến dưới đỉnh đầu thì ngay lập tức đụng phải các chướng ngại vật là một chiếc ô tô dụng sàn cùng một đống cây cối chưa kịp xoay sở chúng đã bốc cháy nguồn ngụt sự kháng cự không hề nao núng của bộ đội và quân dân Việt Nam chốt trình hướng đổi khu chĩa buộc Trung Quốc phải thay đổi chiến thuật chúng chỉ quân thành những đơn vị tiểu đoàn cơ động để tham gia các hoạt động tìm kiếm tuy nhiên với sự cơ động và linh hoạt của các chiến sĩ suốt cả tuần lễ lính Trung Quốc vẫn không thể nào vượt qua được ngày 23 tháng 2 năm 1979 ông phong cùng quân đội nhận được tin từ trung quốc chuẩn bị một trận chiến mang một lực lượng lớn lính mỗi thông qua đều mai phục hồi quân mọi người nín thở chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi trận quyết chiến đại đội nguyễn trí cường cùng với mấy đồng đội nữ chia nhau chốt giữ một nhánh đường ở phía bắc đèo khu chía thì thấy có ba chiếc xe tăng có in dòng chữ nhất bát tiến lại có vẻ như quân địch sử dụng xe tăng đi thăm dò tình hình ông cường lặng lẽ nấp dưới xe thông hào sau đó chạy thẳng lên rồi dưới lần đạn của giặc hai chiếc xe đi trước quay lại cứu đồng bọn bị mắc kẹt trong chiếc xe vừa bị bán đang bốc cháy trong phút chốc cũng chịu chung số phận trong một trận đánh đó ông cường đã hy sinh khi quân xâm lược phát hiện ra vị trí ẩn nấp của ông ở trên núi sáng hôm sau cả đoàn xe tải nối đưa nhau chạy vượt lên đèo lọt vào trận địa phục kích dồn con mắt về phía thủ trưởng chờ đợi chỉ sợ mình không kịp nghe lệnh để chúc chốt lựu đạn tông xuống đầu địch và cứu một chiếc xe chở lính trung quốc trải qua tầm súng các chiến sĩ lại thêm một lần nữa hồi hộp những loạn đạt B40, B41 phóng xuống từ những chiếc xe bốc cháy và nổ tung liên tiếp. Về sau, tổng kết mới biết có tổng cộng 34 chiếc xe tăng, hàng loạt xe bộ binh thiết giáp của Trung Quốc bị tiêu diệt, số lính từ trận không kể xiết, thương vong lớn, dù rằng bên mình cũng có không ít người hy sinh, mất mát nhưng dù sao chúng tôi cũng đã chiến thắng, để Trung Quốc biết rằng người Việt Nam không dễ dàng bị ước hiếp, không dễ dàng bị bắt nạt. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến trên? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Sóng TV đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.